đất vườn có hơn 50 gốc mít đang cho trái rất là xum xuê luôn. Dạ, vườn của mình rất là vuông vức nè. Trên đó có 50 gốc mít nè, 15 gốc dừa và vài chục gốc mai vàng. Mai vàng thì còn nhỏ nha. Đất vườn của mình đó là ranh giới đã được xác định rất là rõ ràng luôn. Đây nè, đây là cái ranh gốc cuối đất của mình nè. Đây, dạ. Rồi xung quanh thì chủ đã kéo cái lưới như thế này, hết 4 gốc hết. Dạ, xin chào quý cô chú và anh chị ạ. À, hiện tại em Phượng đang có mặt tại ấp xã Phú Quý của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tại đây chủ có gửi em một miếng đất vườn, có thêm luôn cái căn nhà tiền chế với tổng diện tích là 1.193 m². Đất mình có mặt tiền trước là 29,6 m, nở hậu phía sau này nè là 30,8 m, cạnh sâu vô là 40 m. Vườn của mình thì trồng mít nè, mít cây nào cũng có trái luôn. Dạ, trái này to sắp chín luôn đó. Ranh giới đất của mình đó là trồng xung quanh mít vậy. Đây là căn nhà tiền chế đó, đây là tiền chế mình nè đó, mít nhiều lắm. Dạ, tổng diện tích đất của mình là 1.193 m². Đó, từ góc bên kia với một cạnh mặt tiền là 29,6, nở hậu 30,8, cạnh sâu vô là 40 m. Chủ đang kêu bán với giá 1.100.000.000. Còn cái ao này á là chủ để nuôi cá bột nha. Đây là rau, này là đậu bún nè, chủ trồng kèm theo căn nhà tiền chế đó. Ở đây có một cái hồ để nuôi ếch nữa. Khi bán cho mình á, thì ếch thì chủ sẽ lấy đi, chỉ để lại cái hồ thôi. Và tặng lại cái căn nhà tiền chế cho mình nè. Tặng lại cho mình cái căn nhà tiền chế này. Nhưng mà nội thất thì chủ sẽ đem đi hết nha. Dạ, nhà của mình, nhà vườn của mình á, thì có hướng là chánh tây. Đây nè. Đó, chủ sẽ mang đi hết những cái hướng nội thất này. Đó. Dạ, nhà vườn của mình á, thì có hướng chính tây, xung quanh á, đã có hàng rào hết rất là rõ ràng. Từ ở ngay cái vị trí đất vườn, nhà vườn của mình á, thì mình đi ra quyện lộ 51, ngay chợ Phú Quý, thị xã, trường học, ủy ban thì tầm khoảng 1.5 km. Về thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng 70 km. Dạ, đây, em đi vào nè. Đó, đây là bên mông phía trước của đất vườn mình. Đường mình rất là vuông, rất là đẹp luôn nha. Dạ, đây nè. Đó, ngoài cái ao này là để ương cá bột, nên nó sâu xuống khoảng 8 tấc thôi nha cả nhà, không có sâu lắm. Và đây là để nuôi ương cá bột á, chủ đang ương cá bột. Để em đi vòng ra phía trước nè, phía trước con đường trước nhà cho mình xem nha. Đây, đây là con đường phía trước nè. Phía trước mình có một cái con gạch thoát nước luôn, nên là khi mà tưới tiêu là không có lo nước thoát. Dạ, dạ, đây là con đường bê tông nè, trước mình. Theo hướng tay phải của em á, là đường này nè, là mình đi ra ngoài chỗ tuyến tránh Cai Lậy. Dạ, tuyến tránh của thị xã Cai Lậy. Đó. Dạ, còn theo hướng ngược lại này nè, là mình đi ra quyện lộ 51, ngay khu vực chợ Phú Quý, ủy ban trường hường học của Phú Quý, Cai Lậy luôn, là chỉ tầm 1.5 km. Dạ. Dạ, em chào tạm biệt cả nhà mình và cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em. Nếu cả nhà có quan tâm đến căn nhà vườn em đang giới thiệu, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947 071 309. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ.